Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư, ngày 11 tháng 5 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Lễ tiếp nhận và an táng hai cố liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Gặp gỡ các đại sứ tham gia tour du lịch chinh phục Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới. Tổ chức chương trình tình nguyện Hãy làm sạch biển tại Quảng Bình. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hãy mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 5, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc với cử tri 5 xã thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 8. Gồm bà Nguyễn Thị Thủy Hằng, Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp, Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng. Bà Phan Thị Thanh Huyền, Phó ban tổ chức kiểm tra, Hội nông dân tỉnh Quảng Bình. Ông Phan Văn Mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Trạch. Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ông Phạm Thái Quỳ, Trưởng phòng pháp chế, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, bà Hoàng Thị Thủy, giáo viên trường tiểu học Hải Trạch, ông Lê Công Toàn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình bày chương trình hành động trước cử tri 5 xã thị trấn của huyện Bố Trạch. Theo đó, các ứng cử viên đã hứa với cử tri, nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nỗ lực hết sức mình cùng với cấp ủy chính quyền các cấp sâu sát gần gũi nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh kiến nghị của nhân dân, đề ra các giải pháp giúp nhân dân, trong đó cụ thể là nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, tiếp cận ngày càng tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa cho người dân, tích cực tham gia nhiều ý kiến góp phần cùng Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, cùng tập thể Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát công tác hoạt động của các cơ quan nhà nước, siết chặt kỷ luật kỷ cương để cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước thể rõ hơn trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thay mặt những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao đổi thẳng thắn thêm với cử tri về vai trò, trách nhiệm của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nếu được cử tri tin tưởng bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Hôm nay ngày 11 tháng 5 tại thành phố Đồng Hới, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và cả ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã đọc tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, năm ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 10 là ông Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, bà Nguyễn Thị Trung, tiểu thương chợ Đồng Hới, bà Phan Thị Kiều, tiểu thương chợ Đồng Hới, ông Từ Ngọc Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Chương trình hành động của các ứng cử viên đã khẳng định nếu được trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ không ngừng trau dồi đạo đức lối sống, dành nhiều thời gian để tạo mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất
kiến nghị của cử tri để phản ánh tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trên từng cương vị công tác cũng đã thể hiện quyết tâm sẽ cùng với toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, trong đó tập trung để góp phần thúc đẩy kinh tế, quy hoạch đô thị, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia ý kiến để cùng với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương trong tỉnh thực hiện các chuyên đề về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tham gia việc giám sát và thi hành pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri tại cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại đa số cử tri đã gửi gắm niềm tin đối với từng ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu được trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình trước cử tri để cùng với nhân dân quyết tâm xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục hoạt động vận động bầu cử theo luật định, sáng nay ngày 11 tháng 5, ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ở đơn vị bầu cử số 12 đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Giang. Đơn vị bầu cử số 12 có 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm ông Trần Ngọc Anh, viên chức Hội Doanh nghiệp tỉnh, bà Nguyễn Thị Lệ Bình, Phó trưởng Trạm Y tế xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, bà Dương Thị Chanh, Bí thư Đoàn xã kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Dương Văn Hùng, Trưởng phòng Kinh tế Ngân sách, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, ông Lê Thuận Văn, Chánh Văn phòng Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình. Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên khẳng định sẽ tích cực đóng góp tâm sức, trí tuệ, xứng đáng bày sự tín nhiệm, tin tưởng, gửi gắm của cử tri, luôn sát cánh cùng cử tri thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Các ứng cử viên cam kết trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình sẽ phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết các kiến nghị của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, đặc biệt ưu tiên cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, bảo vệ môi trường, bảo tồn các truyền thống tốt đẹp của quê hương Quảng Bình hay giỏi. Cử tri huyện Lệ Thủy đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, nhiều cử tri đã chất vấn một số vấn đề mà các ứng cử viên đề cập trong chương trình hành động và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề quan trọng của địa phương và của tỉnh. Thay mặt những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử số 12, ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đầy trách nhiệm, tâm huyết của các cử tri và hứa trên cương vị công tác của mình, các ứng cử viên sẽ nghiêm túc thực hiện đúng vai trò, chức trách, đáp ứng mong đợi của cử tri. Tại huyện Bố Trạch, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc với cử tri các xã Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Thường Trạch và xã Thân Trạch để vận động bầu cử. Đơn vị bầu cử số 7 gồm ông Phạm Xuân Diệu, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Phan Văn Gòn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch; bà Trần Lệ Hằng, giáo viên trường tiểu học số 1 xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch; bà Nguyễn Thị Thu Hiệu, điều dưỡng trạm y tế xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch; bà Lý Thị Tuyết Hoa, nhân viên công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh; ông Võ Minh Hoài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại buổi tiếp xúc cử tri, từng ứng cử viên đã trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình. Trong đó các ứng cử viên đều bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được giới thiệu để cử tri bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và cam kết nếu được trúng cử sẽ ra sức vận đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cách mạng, bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh kịp thời và đề xuất với các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, các ứng cử viên sẽ cùng cơ quan, đơn vị đề ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới,
thu hút các nguồn vốn đầu tư chương trình dự án để hỗ trợ các địa phương miền núi đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc. Các cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng đối với các ứng cử viên, mong muốn khi trúng cử, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần đưa chương trình hành động của mình vào thực tiễn, đặc biệt quan tâm đề xuất các chính sách và tạo điều kiện cho các xã miền núi phát triển, nhất là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tăng cường hơn nữa công tác an sinh xã hội. Cũng trong chiều ngày 11 tháng 5, ông Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 13 đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc với cử tri các xã Hồng Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy, Hưng Thủy và Sen Thủy, huyện Lệ Thủy để vận động bầu cử. Tại buổi tiếp xúc cử tri, 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 13 bao gồm bà Hồ Thị Anh Đào, trưởng ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình; ông Phạm Quang Hải, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh; bà Hoàng Thị Hiên, giáo viên trường Trung học cơ sở Văn Thủy, huyện Lệ Thủy; bà Trần Thị Phương Lan, trưởng phòng tổng hợp, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Quang Năm, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lệ Thủy; bà Nguyễn Thị Vinh, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thủy; và ông Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Các ứng cử viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, đồng thời nêu các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Cử tri năm xã của huyện Lệ Thủy bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần phát huy trình độ năng lực và tâm huyết của mình để thực hiện đúng các chương trình hành động đã đề ra, từ đó góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Chiều ngày 11 tháng 5, tại đơn vị bầu cử số 2 thuộc huyện Tuyên Hóa, 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Duyên, công chức Ủy ban Nhân dân xã Lâm Hòa, huyện Tuyên Hóa; ông Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa; bà Trương Thị Mai Hiên, công chức Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hòa, huyện Tuyên Hóa; ông Hồ Quốc Long, trưởng phòng phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Phạm Quốc Oai, trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp; ông Hoàng Xuân Tân, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Hoàng Xuân Vĩnh, Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri và vận động bầu cử. Trước cử tri các xã Hương Hòa, Thanh Thạch, Lâm Hòa, huyện Tuyên Hòa, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày kế hoạch hành động của bản thân nếu được trúng cử. Trước tình hình đời sống của người dân huyện miền núi Tuyên Hòa còn gặp nhiều khó khăn, các ứng cử viên có kế hoạch sẽ tham mưu cho tỉnh đề ra những chủ trương kế hoạch phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, giám sát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua như xây dựng trường học, trạm y tế, khai thác khoáng sản giai đoạn 2016-2021. Cùng với nhân dân phát hiện và tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, sâu sát về cơ sở, đặc biệt là tăng cường về các địa bàn vùng sâu vùng xa để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và đời sống của nhân dân, tiếp nhận, truyền tải những vấn đề nhân dân đề xuất, kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng, tăng cường vai trò giám sát của đại biểu đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề nhân dân kiến nghị đề xuất. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri đã đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên và bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng và tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên. Ngày 11 tháng 5, năm ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm các ông bà Linh Mục Hồ Thái Bạch, Linh Mục Giáo sư Liên Hòa, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn; bà Phạm Thị Hân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Nguyễn Hữu Khoái, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn; ông Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; và bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Chánh văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại hai điểm gồm phường Ba Đồn và phường Quảng Long. Tại hội nghị tiếp xúc,
các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này. Trong chương trình hành động của mình, các đại biểu ứng cử cam kết nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ là những người đại diện cho dân, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử, tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, các chính sách xã hội, vân vân. Qua nghe chương trình hành động của các đại biểu ứng cử, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cử tri đồng tình, tin tưởng và mong muốn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giải quyết về những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời phát huy trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng thị xã Ba Đồn ngày càng phát triển. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 5, năm ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Minh Hóa tại 3 điểm, gồm xã Hòa Tiến, xã Minh Hóa và thị trấn Quy Đàn. Tại các điểm tiếp xúc, năm ứng cử viên bao gồm bà Cao Thị Bình, phó hiệu trưởng trường mầm non Dân Hòa, bà Đinh Thị Chuẩn, bác sĩ trạm y tế xã Hòa Phúc, ông Đinh Quý Nhân, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, phó chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, ông Bùi Anh Tuấn, phó bí thư Huyện ủy Minh Hóa đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó quan tâm đến những nội dung như giáo dục, y tế, du lịch, kinh tế, đổi mới công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng huyện Minh Hóa ngày càng văn minh tiến bộ. Cử tri huyện Minh Hóa đánh giá cao và vui mừng khi các ứng cử viên nêu rõ chương trình hành động của mình một cách cụ thể, thiết thực và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên có cơ hội thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri, đồng thời giúp cử tri hiểu rõ hơn về các ứng cử viên, từ đó cân nhắc lựa chọn người xứng đáng bầu vào Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chiều nay ngày 11 tháng 5, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ông Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã báo cáo tình hình của địa phương đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt là tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn sau hiện tượng cải biến chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân và công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương đơn vị. Theo đó, hiện nay tại các đơn vị địa phương đã hoàn thành tốt các bước hiệp thương với tinh thần khách quan dân chủ theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Đến nay, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã được các địa phương niêm yết tại các điểm bầu cử. Hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên cũng đã và đang được triển khai đúng kế hoạch. Đối với công tác tuyên truyền trực quan tại các địa phương đã được thực hiện đồng bộ như treo pano, băng rôn, tờ phượng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để lồng ghép tuyên truyền bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân. Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước ở các địa phương trong tỉnh cơ bản đã hoàn thành. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Đình, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã đề nghị Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với ngư dân, nắm chắc tình hình sản xuất đời sống của nhân dân, nhất là ngư dân ở các địa phương ven biển, vùng miền núi, vùng sâu vùng xa, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố phải thường xuyên kiểm tra ở cơ sở để nắm tình hình, tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra tốt đẹp. Ngày hôm qua mùng 10 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tuyên Hóa. Đoàn đã đến kiểm tra tại các xã Lâm Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch, Hương Hóa, Cao Quảng, Tiến Hóa, Thạch Hóa, Đông Hóa và Sơn Hóa. Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử các xã đã bám sát lịch công tác bầu cử, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Các bước chuẩn bị được tiến hành theo đúng trình tự. Đến nay, các xã đã hoàn thành các bước hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, tiến hành hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Danh sách cử tri, người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được niêm yết công khai đúng quy định. Công tác tuyên truyền được các địa phương đẩy mạnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử.
công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cũng được quan tâm đúng mức. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Huyện Tuyên Hóa có 8 đơn vị bầu cử cấp huyện, 123 đơn vị bầu cử cấp xã, toàn huyện có 129 khu vực bỏ phiếu. Các đồng chí trong đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn và các ban ngành đoàn thể, các tổ bầu cử tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Từ nay đến ngày bầu cử, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn các địa phương hoàn thành các khâu chuẩn bị, đảm bảo an ninh trật tự, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, cùng với các địa phương trong tỉnh, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy đã và đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, góp phần củng cố bộ máy chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy đã tập trung chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo cho sự kiện chính trị trong đài diễn ra thành công tốt đẹp. Đến nay, việc niêm yết danh sách tiểu sử các ứng cử viên, danh sách cử tri đã được hoàn tất công khai minh bạch tại các điểm bầu cử trong xã, để tất cả mọi người dân, cử tri đều được biết và nắm bắt mọi thông tin, sản xuất lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đối với chúng tôi là một cử tri, thì trước hết là phải luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Thứ hai nữa là tin tưởng vào cái sự giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cho nên việc về lựa chọn thì chúng tôi phải bầu những cái người mà trung thân, là luôn là tôn trọng ý kiến của cử tri. Nói chung về vấn đề công tác bầu cử thì đối với xã đã tập trung lãnh đạo và đã tổ chức tuyên truyền rất nhiều đợt. Cho nên những cái vấn đề về luật bầu cử và cái hiến pháp cũng đã dân được tham gia là góp ý. Cho nên việc dân thì rất là hiểu được cái luật bầu cử bởi vì quá tuyên truyền trên thông tin đại chúng đã nhiều lần. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, xã Dương Thủy có 42 ứng cử viên được giới thiệu để bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, tỷ lệ nữ tham gia đạt 35,7%, tỷ lệ ứng cử viên trẻ đạt 21,4%, tỷ lệ quân chúng tham gia ứng cử đạt 28,6% và tỷ lệ tái cử đạt 45,2%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm của người dân, trên tinh thần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân, nên công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương đã được thực hiện đúng tiến độ, đúng luật và đáp ứng yêu cầu đề ra. Muốn làm tốt cái công tác ổn định tình hình, trước hết là phải triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân, hiểu hết tất cả các cái luật bầu cử và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp và Quốc hội. Nói chung là phải cho dân học tập làm công tác tư tưởng cho là mọi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ cột cán, để làm cho mọi người dân hiểu đây là một cuộc bầu cử, là trách nhiệm của mỗi công dân để lựa chọn người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân để là đại diện cho dân trong việc là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Và hai nữa là về công tác xây dựng đảng thì phải là quán triệt cho mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu chấp hành mọi nội quy quy chế tất cả các cái công việc bầu cử và làm công tác tuyên truyền đến mọi người dân để làm cho mọi người dân hiểu rõ cuộc bầu cử này là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân. Nên từ đó đến tình hình của xã đến hôm nay là rất ổn định. Thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đang đến gần. Với khí thế nào nước phấn khởi trước ngày hội lớn, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy đã và đang chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bằng tinh thần trách nhiệm cao hướng về ngày bầu cử với những kỳ vọng mới. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Lễ tiếp nhận và an táng hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Gặp gỡ các đại sứ tham gia tour du lịch chinh phục Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới. Tổ chức chương trình tình nguyện Hãy làm sạch biển tại Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 11 tháng 5, nhằm ngày 5 tháng 4 năm Bình Thân, tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình
đã trang trọng tổ chức lễ tiếp nhận và an táng hài của liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham gia lễ an táng hài của liệt sĩ, về phía Ban Công tác Đặc biệt Quốc gia có đồng chí Huỳnh Văn Tý, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Về phía Ban Công tác Đặc biệt của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Thiếu tướng Trần Hữu Tuất, Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía Ban Công tác Đặc biệt của tỉnh Khăm Muộn có đồng chí Sổm Chay, Phế Si Nuôn, Phó tỉnh trưởng, trưởng Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Về phía Ban Công tác Đặc biệt của tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban. Tham dự lễ tiếp nhận và an táng còn có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang, đại diện lãnh đạo thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch. Thực hiện văn bản ký kết giữa Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Quảng Bình và Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Khăm Muộn về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mùa khô 2015-2016. Sau gần 6 tháng tìm kiếm, quy tập trên địa bàn 7 huyện của tỉnh Khăm Muộn, được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào, đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tìm kiếm và cất bóc được 35 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phát biểu bàn giao tại buổi lễ, đồng chí Sổm Chay Phế Si Nuôn, Phó tỉnh trưởng, trưởng Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng vì đã có những sự giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả đối với công cuộc cách mạng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đặc biệt là sự biết ơn vô hạn đối với những liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của hai nước Lào, Việt Nam. Phát biểu tiếp nhận, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng đã gửi lời cảm ơn chân thành trước những tình cảm của Đảng, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào vì đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tỉnh Quảng Bình để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời khẳng định, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ hai nước, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bản Lào trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Trong những năm qua, Ban Công tác Đặc biệt của hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã làm tổ công tác phối hợp, tích cực chỉ đạo các ngành, lực lượng vũ trang có liên quan để tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ hy sinh ở đất bản Lào trở về quê hương Việt Nam. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn nói riêng, dân tộc Việt Nam và dân tộc Lào anh em nói chung, đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền hòa bình, độc lập của hai dân tộc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng cũng đã ghi nhận những nỗ lực to lớn của cán bộ chiến sĩ đội 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã không quản ngại khó khăn gian khổ trong quá trình tìm kiếm hài cốt của đồng đội. Tại buổi lễ, các đồng chí đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước anh linh các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì nền độc lập tự do của hai dân tộc Việt Lào. Ngay sau lễ viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tại lễ đài, các đồng chí đại diện Ban Công tác Đặc biệt Quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn đã tiến hành lễ an táng 35 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc. Sáng nay ngày 11 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình gặp gỡ các đại sứ tham gia tour du lịch chinh phục Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới. Tham dự buổi gặp mặt có ông Phạm Sanh Châu, Bộ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao, đại sứ 6 nước Argentina, Thụy Điển, Ý, Anh, Úc, Cộng hòa Séc và trợ lý ngoại trưởng Mỹ. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan. Theo đó, chương trình chinh phục Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới bắt đầu từ ngày 11 đến 17 tháng 5 năm 2016, gồm có 6 đại sứ đến từ các nước Argentina, Thụy Điển, Ý, Anh, Úc, Cộng hòa Séc và trợ lý ngoại trưởng Mỹ. Ngoài ra, tham gia đoàn còn có ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao, Á Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Dương Trương Thiên Lý, cùng một khách mời danh dự và 3 công tác viên truyền thông. Các hoạt động phục vụ đoàn trong thời gian tại Quảng Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tour Mai Đất Oselic thực hiện. Theo dự kiến, các đại sứ và những người trong đoàn sẽ bắt đầu chinh phục Sơn Đòn từ ngày 12 tháng 5 năm 2016. Các đại sứ tham gia chương trình là đại diện cho các quốc gia dẫn đầu về số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong những năm qua.
Mỗi đại sứ sẽ trở thành một sứ giả quảng bá cho du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng đến cả quốc gia của đại sứ tham gia cũng như trên toàn thế giới, đồng thời là cầu nối cho quá trình hợp tác phát triển bền chặt giữa Việt Nam và cả quốc gia đó trong thời gian tới, nhất là công tác nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, các di sản thiên nhiên thế giới để phát triển du lịch bền vững. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng đánh giá cao chuyến đi lần này của các đại sứ và hy vọng các đại sứ, đại diện của các nước sẽ tiếp tục hỗ trợ Quảng Bình trong việc quảng bá xúc tiến du lịch, giới thiệu kêu gọi các nhà đầu tư đến với Quảng Bình, đồng thời luôn sẵn sàng chào đón du khách và các doanh nghiệp đến đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đồng chí cũng chúc đoàn đại sứ sẽ có những trải nghiệm thú vị tại một trong những chuyến thám hiểm tuyệt vời nhất với Đông Sơn Đòn. Quảng Bình được mệnh danh là vương quốc hang động của thế giới với hơn 300 hang động lớn nhỏ mang nhiều giá trị độc đáo khác nhau. Trong đó nổi bật là hang Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới với nhiều giá trị nổi bật. Hang Sơn Đòn nằm ngay trong vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, một di sản hiếm có trên thế giới, đạt 3/4 tiêu chí và 2 lần được UNESCO vinh danh. Thời gian qua, du lịch Quảng Bình có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những điểm đến yêu thích của khách du lịch trong nước và quốc tế. Hiện địa phương đang tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch của khu vực vào năm 2020. Cùng ngày, đoàn đại sứ các nước tham gia chương trình chinh phục Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới, đã đến dâng hương viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chua, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Hôm qua ngày 10 tháng 5, tại xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Bình đã tổ chức hội nghị đầu bơ đánh giá kết quả thực hiện hỗ trợ chuyển giao quy trình kỹ thuật và thực hiện thâm canh lúa cải tiến SNGI. Vụ đông xuân 2015-2016, Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Bình triển khai hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI tại xã Văn Thủy cho 200 hộ nông dân trên diện tích 22 ha với dòng lúa IR35366 và V6. Thời điểm này, lúa đang chín, chuẩn bị thu hoạch. Kết quả cho thấy canh tác lúa SRI đạt hiệu quả khá cao. Cụ thể, giảm lượng giống trên 40%, giảm phân vô cơ, giảm thuốc bảo vệ thực vật từ 33-40%, giảm nước tưới từ 15-20%, tăng năng suất và chất lượng, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Từ kết quả ban đầu, bà con nông dân đề nghị các ngành chức năng cần tiếp tục hỗ trợ chuyển giao quy trình kỹ thuật để nhân rộng trong những vụ tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân 2015-2016, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, khoai, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực. Trước đây, trên mảnh đất này, gia đình ông Hoàng Xuân Bình ở thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn gieo trồng lúa nước 2 vụ. Tuy nhiên, năng suất và hiệu quả kinh tế mang lại thấp, nên trong vụ đông xuân 2015-2016, gia đình ông quyết định chuyển từ trồng cây lúa nước sang trồng khoai. Trước đây chúng tôi là thương lâm lúa, nhưng mà năng suất không có. Thì năm chuyển đổi cây trồng trồng khoai thì phải nói là quá rất đẹp và năng suất cao. Năm nay là cải đông thì toàn là người ta là trồng khoai cả, trồng khoai nhưng mà cái vụ này phải nói là khoai rất thắng lợi. Nên anh chữ là bà con nhân dân cả thôn cả xóm này đều triển khai hết vụ khoai này bắt đầu là chuyển đổi lại cây trồng lâm ngô. Vụ đông xuân 2015-2016, xã Quảng Minh đã tiến hành chuyển đổi hơn 14 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả ở địa bàn 3 thôn, gồm thôn Tây Minh Lệ, thôn Bắc Minh Lệ và thôn Nam Minh Lệ để tiến hành trồng các loại ngô khoai. Đây là đợt chuyển đổi cơ cấu cây trồng đầu tiên mà nông dân xã Quảng Minh thực hiện. Nhìn chung, các loại cây trồng đều phát triển tốt, cho năng suất cao. Trung bình 1 ha ngô khoai sau khi trừ chi phí thu lãi trên 25 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập cao hơn hẳn so với trồng lúa. Qua cái sự chỉ đạo và thực tế của các cái đơn vị chỉ đạo cho các cái thôn xóm thực hiện công tác chuyển đổi, hiện nay đã vào cái vụ thu hoạch. Thì qua cái vụ thu hoạch của bà con thì chúng tôi nhận thấy là hiệu quả rất cao. Trong cái vụ hè thu thì chúng tôi nhận thấy là chỉ có cái trồng cái cây ngô là phù hợp nhất. Thì do đó là hiện nay chúng tôi đã triển khai cho các đơn vị và vận động bà con để tiếp tục thực hiện. Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, khoai được kỳ vọng sẽ đem lại bước đột phá nhằm khai thác tối đa tiềm năng trong phát triển nông nghiệp của xã Quảng Minh, góp phần để bà con nông dân có thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Ngày 10 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi biển Quảng Phú, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đà Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh. Đồng thời gửi mẫu cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu. Kết quả quan trắc phân tích ở trên so sánh với QCVN10, MT2015, BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác cho thấy 18 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện được công bố tại website vea.gov.vn. Sáng nay ngày 11 tháng 5, tại bãi biển thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Tập đoàn Sun Group và Trung tâm Tin tức VTV24 tổ chức lễ trao tặng quà hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và chiến dịch làm sạch biển tại Quảng Bình. Biển có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống con người. Bởi vậy, trong bối cảnh biển chịu nhiều tác động về biến đổi môi trường như hiện nay, việc phát động chiến dịch làm sạch biển có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi và nhân dân về bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình. Chương trình đã trao 1.000 suất quà cho ngư dân các xã vùng biển của huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Sau buổi lễ, gần 1.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia làm vệ sinh dọc bãi biển. Chương trình tình nguyện Hãy làm sạch biển được tổ chức tại 4 tỉnh miền Trung, nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do hậu quả cá chết bất thường trong tháng 4 vừa qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2016, khu vực miền núi mây thay đổi. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, chiều tối có thể có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây bắc cấp 3 cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 m. Dự báo thời tiết 12 ngày 13 tháng 5, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.